Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Trong video ngày hôm qua thì mình có giới thiệu với các bạn tướng mới với lại khắc ấn của hệ sát các bạn ha. Và với việc cái khắc ấn của hệ sát xuất hiện thì tất cả khắc ấn của tất cả các hệ đều đã ra mắt. Và điều này dẫn tới một làn sóng tranh luận khắc ấn của hệ nào mạnh vân vân. Và nhất là người ta đánh giá các ấn của những con hệ sát các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bàn một xíu, mình với các bạn cùng bàn một xíu về sức mạnh của các con hệ sát sau khi được các ấn. Hôm qua thì mình còn sót cái ấn của con Hawking hả bạn. Đây, ấn Hawking thì cờ hải tặc nó sẽ sát thương tăng lên 280%. Còn sự thách thức của cái chiêu chặn thì thời gian chặn bị bỏ qua. Hawking sẽ luôn gây sát thương bằng 20% lượng máu tối đa của mục tiêu. Nếu cái ấn 60 của con Hawking này các bạn thì thời gian chặn này sẽ bị bỏ qua, tức là nó không có chặn nữa các bạn. Và điểm yếu của con này, sức mạnh của nó là ở cái chiêu này, ở cái chiêu nộ gây hoảng sợ rất là khó chịu, hoảng sợ tới 7 giây rất là khó chịu các bạn. Nhưng mà nó có một nhược điểm đó là nó chặn cái này quá lâu, dẫn tới cái việc nó xài chiêu nộ này hơi chậm các bạn ha. Nếu ấn 60 thì mình nghĩ con này nó sẽ rất hot cái trong meta BBB. Hiện tại thì BBB cũng có một team full sát và có sự góp mặt của Hawking. Và mình nghĩ cái ấn 60 này chắc chắn sẽ được VIP player sử dụng nha. Ấn 60 con này rất đáng tiền các bạn, nhất là trong thi đấu BBB. Dùng con này với skill tối thượng của mình là đuổi nguyên một team địch bỏ chạy với 7 giây. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh giá từng con trong hệ sát. Đầu tiên sẽ là vị tướng này, vị tướng quốc dân các bạn, có mặt trong rất nhiều đội hình đánh boss ha, cũng như là nhiều team chúng ta đi map. Những con top thuộc hàng top của meta. Với ấn 30 thì giá trị khiên của vị tướng này tăng thêm 40%. Điều này giúp các bạn có thể leo map vượt lực chiến cao hơn nữa các bạn. Tại vì chuỗi combo của con này với một số con khác trong team là cũng nhờ vào cái chiêu này các bạn, nhờ cái chiêu tạo khiên. Gọi đệ và tạo khiên cho rất nhiều đồng minh, bởi vậy câu kéo được rất nhiều thời gian và tồn tại cho tới cuối trận. Và khi cái khiên này nó nổ gây ra sát thương các bạn. Còn ấn 60 thì nó sẽ giảm đi 20% cái trợ lực của đối phương. Cơ bản thì về cái ấn các bạn, về cái phù điêu, nó sẽ up rất nhiều chỉ số cho tướng. Và một trong những con thuộc hàng top meta, kiểu như Rayzo thì nó cũng vẫn là thuộc top meta thôi các bạn. Rồi, Chimera tăng thêm 20% sát thương. Không đáng kể các bạn ha. Và kể cả cái chiêu thụ động này gia tăng thêm sát thương, nó không có bị giới hạn bởi sức khỏe các bạn. Nó sẽ luôn luôn là lượng sát thương max. Tuy nhiên mình nghĩ là với cái ấn của Chimera thì không kéo con này về lại meta được các bạn, vẫn bị rớt meta thôi. Với Thoran, hiệu quả tấn công của Thoran tăng thêm 20% sau khi được hồi sinh. Thì nó sẽ gia tăng thêm được một xíu sát thương vào cái chiêu nộ các bạn. Nó giúp cho những cái nộ của Thoran nó chuẩn chỉ hơn nha. Có khả năng clear được team địch và nó sẽ tránh tình trạng sót thiếu sát thương. Nhưng mà với Thoran thì nếu mà khi cái chiêu nộ thiếu sát thương thì các bạn có thể chỉnh bằng cách cho nó đeo ấn. Sau rồi bạn đeo mắt, đeo mắt 5 sao hoặc là đeo cổ vật khác như kiếm để gia tăng thêm sát thương. Và có thể là tùy chỉnh lột đồ cũng như lột nội thấp. Cơ bản các bạn điều chỉnh làm sao nó sẽ tụ được quái, có thể nộ được với cái lượng phòng thủ thấp nhất. Thì nó trả lượng sát thương thì rất to các bạn. Và khi các bạn leo map trên lực chiến càng nhiều thì việc trả lại sát thương là rất nhiều rồi. Mình nghĩ là cái ấn này mạnh. Cái ấn này mạnh các bạn, nhưng mà nếu mà so với việc đi map thì không cần thiết. Chứ còn nếu này đi PvP rất đáng tiền các bạn. Tức là các bạn đi thi đấu mà xài team Thoran, team cuồng nhây á, thì rất đáng tiền ha. Còn nếu mà đi map thì mình nghĩ nó không có ý nghĩa nhiều. Ấn 60 giảm khả năng hồi máu thì nó lại thích hợp với team cuồng nhây mà Thoran đang góp mặt rồi các bạn. Tất nhiên là team cuồng nhây với Thoran sau khi ấn ra đời thì nó vẫn tồn tại nha các bạn, thậm chí nó còn mạnh hơn nữa. Rồi, Isa với cái hai cái ấn của Isa các bạn thì cơ bản thì giúp con này nó niệm chú nhanh hơn và nó mạnh hơn các bạn, nó sẽ chí mạng nhiều hơn. Bạo kích tức là chí mạng các bạn, chí mạng nhiều hơn, gây khá drama. Nhưng mà bị con Isa có thể là một trong những vị tướng bị rớt meta, và với ấn này nó vẫn rớt meta như thường nha các bạn, không quay lại meta được, đánh giá không cao. Kể cả Nara cũng vậy các bạn, hai cái ấn của Nara này không có nhiều ý nghĩa ha, và vẫn là một vị tướng bị bỏ quên khỏi meta thôi. Phyra như mình đã nói ha, gây choáng thêm 1 giây, thêm 1 giây choáng cùng với thời gian tồn tại của linh hồn thêm 2 giây là rất mạnh nha các bạn. Tại vì vị tướng này sức mạnh của nó là ở việc gây sát thương theo thời gian. Thời gian ở đây là linh hồn gọi càng nhiều thì càng nhiều sát thương các bạn. Nó tồn tại thêm 2 giây là rất đáng kể cho khả năng gây sát thương cũng như là khống chế của Phyra nha các bạn nha. Rất mạnh ha. Vị tướng này rất mạnh, có một thời nó bị nép giảm sức mạnh xuống, sau đó được boost lại ở nội thất nên giờ là rất mạnh nha các bạn. Nội thất của anh ta từng rất là phế nhưng mà nó được boost lại các bạn. Từ cái đợt boost đó thì Phyra trở nên rất mạnh, quay lại meta rất là mạnh mẽ. Và tất nhiên anh ấy vẫn là hot meta sau cái đợt cập nhật ấn này. Baden, có thể nói Baden là một vị tướng out meta và rất ít người dùng. Và kể cả cái việc các ấn này cũng không đem vị tướng này quay trở lại được chiến trường các bạn. Kelthur, mọi người có thể thấy Kelthur thì xuất hiện rất nhiều trong team của Thoran, để chúng ta team Thoran trong cái team Leomar các bạn. Và đâu đó thì cũng có Kelthur sử dụng trong team Cù Nhây, đi chung với con Theo Quanh các bạn, hai con linh thuộc dạng linh hồn và hồn ma. Tuy nhiên với cái ấn này, cơ bản thì với cái ấn này nó cũng không mang lại sức mạnh nhiều cho Kelthur các bạn. Ấn này có thể gọi là ấn phế ha. Phisulas. Rồi, Phisulas thì nó sẽ gia tăng khả năng hồi máu của mình, mạnh hơn nữa nha các bạn. Ngoài ra thì nó còn có một cái kỹ năng nữa là nó mang lại giảm sát thương cho đồng minh, vừa hồi máu vừa giảm sát thương cho đồng minh. Tất nhiên Phisulas là một con đang hot meta kể cả Leomar cũng như là DBB, và với ấn này thì vị tướng này vẫn giữ sức mạnh của mình được các bạn, càng mạnh hơn nha. Oden, sát thương tăng lên 240%, gia tăng sát thương cho vị tướng này. Cùng với đó là nó gia tăng thêm vài chỉ số ở ấn 60. Rồi, nếu mà ưu tiên ấn thì mình nghĩ là cái việc lên ấn cho Oden lên 60 là không cần thiết các bạn. Bằng việc các bạn đeo cổ vật, là mắt cũng như là các bạn upseat lên, thì mình nghĩ là lên ấn 60 cho con này là không cần thiết hơn một số con khác. Tại vì khi các bạn lên được cổ vật cũng như full nội thất thì chuỗi combo của con này gần như là liên tục rồi. Lên thêm ấn 60 thì cái tốc độ tấn công cùng với hiệu quả tấn công tăng lên thì giúp cho vị tướng này xả đam nhanh hơn nữa nha các bạn. Tăng thêm được mỗi con mắt thì tăng thêm được 20 điểm là 60 điểm. Bình thường nó tăng lên được 45 điểm, tăng thêm được 15 điểm. Isaac. Rồi, gia tăng thêm sát thương của cái chiêu này. Các bạn, nếu các bạn nào không biết thì cái chiêu này của Rayzo rất là khó chịu và đau nha. Nó chọt một phái văng lên và gây chón nữa các bạn. Rồi, gia tăng thêm 2 giây hiệu ứng hồi máu, giúp cho con này trâu bò hơn. Nhưng mà vị tướng này có thể nói là một trong những con bị out meta. Và cái ấn này mình đánh giá nó cũng không mạnh lắm nha các bạn. Rồi, ấn của Thoran gia tăng sát thương cùng với gia tăng thêm HP phục hồi, vẫn là một vị tướng out meta như thường các bạn ơi. Ấn của Daimon. Rồi, nó gia tăng sát thương của con Bét. Hiện tại Daimon vẫn là một những con có thể đi xếp đội hình, đi BBB thi đấu được cũng như có thể đi map được các bạn. Vẫn là một trong những con tướng hệt meta ha. Nếu các bạn lên ấn thì gia tăng thêm chỉ số càng mạnh. Và sức mạnh của Daimon thì nó đến từ cái chiêu lấy khiên. Với lại phần lớn sát thương gây ra bởi Daimon là bởi con búp bê này các bạn. Gia tăng thêm sát thương thì gia tăng rất đáng kể cho sát thương của Daimon nha. Tại vì sát thương của nó chủ yếu là từ con này. Các bạn đi map các bạn thấy rồi, nhiều lúc con búp bê này theo là cào hết các bạn. Rồi, quyền năng bị cấm thì Daimon gây cho kỹ thủ thêm sát thương bằng 10% giá trị khiên của mình. Sát thương tăng thêm không vượt quá 30% hiệu quả tấn công, gia tăng thêm 10% sát thương, rất mạnh nha các bạn. Trong trường hợp là cái khiên máu của Daimon nó không bị mất hết thì việc này sẽ gia tăng thêm sát thương rất ngon. Ống ở đây mình xịn các bạn nha, rất xịn, giúp con này bị thêm sát thương rất là nhiều. Rồi ấn của Theo Quanh. Ấn Theo Quanh thì nếu mà ấn 30 thì gia tăng thêm sát thương, còn ấn 60 thì nó có ý nghĩa đặc biệt, đó là nó sẽ giúp cho con này tồn tại lâu hơn trong giao tranh các bạn. Bút thêm sức mạnh cho team Cù Nhây, nhưng mà mình không đánh giá cao cái ấn này lắm các bạn, rất tốn tài nguyên, nhưng mà chỉ lấy được 2% lượng máu để mỗi lần thực hiện thì nó cũng không đáng kể ha. 10% với 2% lượng máu tối đa thì nó cũng không bao nhiêu các bạn. Ấn của Desira gia tăng thêm khả năng phục hồi máu, và gia tăng thêm cơ bản thì nó chỉ gia tăng lên khả năng phục hồi máu của Desira thôi các bạn. Và nếu mà các bạn chơi thì các bạn cũng thấy Desira thì không được đánh giá cao ở khả năng hồi máu, đánh giá cao ở cái kỹ năng là ngăn cho đồng minh không bị sốc sát thương chết các bạn ha. Nó được đánh giá cao ở một cái kỹ năng, đó là nó sẽ ngăn cho đồng minh không bị sốc sát thương chết, cùng với đó là nó sẽ có khả năng hỗn sợ và hù dọa đối phương chạy lên, rất khó chịu, khiếp sợ trong vòng 3,5 giây. Nói sự khó chịu của Desira đến từ khả năng giúp đồng minh chống sốc sát thương cũng như là gây hỗn sợ, còn khả năng hồi máu cũng ở mức trung bình nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ gia tăng thêm khả năng hồi máu thôi. Tuy nhiên Desira hiện tại đang là host meta chung với Meilin, đi chung với team Enzema. Vậy các bạn ấn này nó gia tăng thêm chỉ số cùng với gia tăng khả năng hồi máu thì cũng ngon các bạn. Nhưng mà nếu mà nó gia tăng thêm hai hiệu ứng này nữa, ví dụ như nó gia tăng thêm cái thời gian khiếp sợ thì nó sẽ xịn hơn. Đấy là mình nói ví dụ thôi. Cơ bản thì ấn của con này cũng ngon rồi các bạn. Rồi ấn của Hawking thì mình cũng đã đánh giá rồi ha. Ấn 60 nó rất đáng tiền nha. Ấn 60 của con này rất đáng tiền các bạn, nhất là trong team thi đấu hiện tại của các VIP player. Các bạn cũng thấy team full Hawking mà mình đã từng giới thiệu rồi. Rồi ở đây là mình đang giới thiệu với các bạn đang trong server test các bạn nha. Đang trong server test. Các bạn nào thắc mắc là tại sao chưa thấy trên server chính, tại vì đến đây đang server test nha. Trời, ông này ông xếp một team nè. Một team Anna Wukong giáp Lora với Phượng là quất sạch team địch, không còn một móng luôn các bạn, kinh khủng thiệt. Ông này ông chơi một team clear hết team người ta, chơi gì nữa các bạn. cái gì thế này. Ông này ông chơi đúng một team là ông diệt sạch người ta từ đầu đến cuối luôn. Trời đất ơi, cái team nhiều mạnh dữ. Thậm chí ông kia còn giơ tay đầu hàng khỏi xếp tướng vô luôn mới ghê chứ các bạn. Tự đầu hàng không điều kiện luôn ha. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Có cuộc gọi các bạn.